Khi bước vào giai đoạn phát triển từ trung bình trở lên thì cơ cấu lao động hợp lý nhất là một đại học, ba cao đẳng và năm trung cấp, tức là theo hình tháp. Vậy nhưng hiện trạng cơ cấu lao động của Việt Nam, trong đó có Lào Cai, là một đại học, 0,3 cao đẳng và 0,5 trung cấp, tức là hình tháp ngược. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong tìm kiếm việc làm của người lao động ở các địa phương. Bởi vậy, tăng cường đào tạo nghề theo địa chỉ, theo nhu cầu thực tiễn đang được các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng triển khai. Nhà máy tuyển đồng Tả Phời dù mới trong giai đoạn vận hành bước đầu, vậy nhưng kết thúc năm 2018, đơn vị đã sản xuất được khoảng 2.700 tấn tinh quạng đồng 21-23%, đạt doanh thu khoảng 70 tỷ đồng. Điều quan trọng hơn là khi nhà máy đi vào hoạt động đã giải quyết được khoảng 100 lao động người địa phương. Trước đó họ đã được tuyển dụng và đưa đi đào tạo trong 2 năm để trở thành những công nhân kỹ thuật vận hành nhà máy tuyển. Trước khi học hết 12 thì em ở nhà làm ruộng ạ. Từ khi có dự án vào thì em được đưa đi tuyển dụng và được học và đào tạo trong 2 năm. Được sự quan tâm chỉ bảo của các anh các chị đi trước thì giờ thì em đã nắm vững được khá là nhiều công việc. Vi Văn Đạt chỉ là một trong rất nhiều lao động đã được tuyển dụng đi đào tạo về làm việc cho doanh nghiệp khi triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, so với khoảng 66.800 lao động đang làm việc tại gần 3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thì con số đó còn hết sức khiêm tốn bởi khá nhiều lao động của Lào Cai không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tôi được biết bây giờ thì đối với các cơ sở mà sản xuất ấy, thì người ta rất cần những cái công nhân có tay nghề. Thế và người ta cũng rất muốn là gắn cái việc đào tạo với cơ sở sản xuất của người ta để cho coi như là được bản thân cái học sinh nó được thực tập luôn ở trong cái cơ sở nhà máy của người ta, và người ta cũng đánh giá được luôn cái năng lực của từng cháu một trước khi người ta nhận vào làm việc. Nếu như các cháu có điều kiện, có trình độ thì có thể đi học đại học, nhưng nếu các cháu có tay nghề tốt và có cái khả năng phát huy cái việc mà lao động tốt, chăm chỉ thì có thể đi thẳng vào trường nghề thì có cuộc sống cũng tốt hơn, cũng không nhất thiết phải đại học. Bởi vì như chúng ta biết là bây giờ học đại học ra thì nhiều khi chúng ta cũng chưa có thể bố trí được một cái việc theo đúng cái nguyện vọng và cái sở trường của các cháu. Khắc phục những tồn tại về lao động chưa qua đào tạo, lao động trái nghề, bên cạnh sự chủ động và cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh tư vấn định hướng nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục đào tạo nghề cũng cần chủ động hơn trong việc rà soát thị trường, liên kết với các doanh nghiệp triển khai đào tạo nghề theo đặt hàng. Trong những năm qua và đặc biệt nhất trong khoảng thời gian gần đây, nhà trường chúng tôi đã có những cái việc là tự tổ chức để rà soát lại chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu sử dụng thực tế. Mời doanh nghiệp vào để chúng tôi cùng với doanh nghiệp để thành lập và thiết lập cái chuẩn đầu ra cho sinh viên và xây dựng chương trình đào tạo. Theo dự báo của đơn vị chức năng, với đà phát triển như hiện nay, Lào Cai đang cần khoảng 1.500 lao động ở lĩnh vực du lịch. Ngành điện và ngành cơ khí cũng cần khoảng 500 đến 1.000 lao động mới mỗi năm. Bên cạnh đó là các công việc cần đào tạo, nâng cao kỹ năng là nông lâm nghiệp, xuất nhập khẩu. Để đáp ứng nhu cầu này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chủ động tuyển sinh, học nghề ngay khi các em tốt nghiệp trung học cơ sở. Với mô hình đào tạo này, các em sẽ có cả bằng trung cấp nghề ngay khi tốt nghiệp trung học phổ thông, giúp các em rút ngắn được thời gian, chi phí và thuận lợi hơn trong tìm kiếm việc làm.